Các bạn đang xem kênh Phật Pháp và Cuộc Sống, hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và cùng chia sẻ Phật Pháp để cuộc sống tốt đẹp hơn. Lợi ích của sự niệm Phật. Kinh nói, ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Tạp dịch, sông ái rộng ngàn thước, biển khổ muôn trùng sống, muốn thoát khổ luân hồi, hãy mau niệm Di Đà. Lợi ích niệm Phật có 7 điều thù thắng. Cam Lồ Sớ nói, 1. Từ ngữ ít nên dễ thực hành. Vì chỉ xưng một câu A Di Đà Phật nên tất cả mọi người đều có thể niệm. 2. Niệm duyên theo cảnh Phật, vì nhất tâm niệm duyên nơi tướng hảo của Phật, lấy cõi thanh tịnh làm cảnh giới. 3. Lìa tai nạn được an vui, vì được chư Phật và Bồ Tát gia hộ nên người niệm Phật không có các hoạn nạn, được vui vẻ tốt lành. 4. Xưng danh diệt tội, vì niệm Phật một câu diệt trừ tội nặng của sự sinh tử trong 80 ức kiếp. 5. Trì niệm được phước, vì xưng một câu Phật hiệu được phước hơn 7 loại báo trong tứ thiên hạ cúng dường Phật và A-la-hán. 6. Quả báo cảm được thấy Phật, vì chúng sanh niệm Phật nên nhất định thấy Phật. 7. Đích thân Phật đón rước giảng sanh, quá Phật và Bồ Tát phóng quang tiếp đón hành giả giảng sanh cõi Phật. Kinh nói, người nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời sẽ được 10 điều thắng lợi. 1. Ngày đêm thường được tất cả chư thiên đại lực thần tướng và hàng sa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ. 2. Thường được 25 vị đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm và nhiều vị Bồ Tát theo thủ hộ mình. 3. Hàng được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức Phật A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy. 4. Tất cả các quỷ như Dạ Xoa, La Sát đều không thể làm hại, tất cả rồng độc, rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm. 5. Không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc oán, đau tên, gông xiềng, tù ngục, hoạn tử. 6. Những nghiệp ác về trước lần lần tiêu diệt, những oan mạng bị mình giết nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát, không còn theo báo phục. 7. Đêm nằm nghỉ yên ổn, hoặc mơ thấy điềm lành, hay thấy sắc thân thắng diệu của Phật A Di Đà. 8. Tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt. 9. Thường được mọi người kính trọng giúp đỡ, hoặc hoan hỷ lễ bái, cũng như kính Phật. 10. Khi lâm chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A Di Đà và các thánh chúng Tây Bưng Đài Vàng tiếp dẫn giảng sanh về Cực Lạc, cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ sự vui nhiệm màu. Niệm Phật kính luận của Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư nói, các kinh niệm Phật giảng sanh nói niệm Phật có 30 lợi ích, cả 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai. A ngõ, quá khứ, diệt trừ các tội, niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử, kinh Quán Vô Lượng Thọ. B nhỏ, hiện tại, 1. Diệt trừ các tội, niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. 2. Công đức vô biên, niệm một câu Phật hiệu được 80 ức kiếp công đức di diệu. 3. Được pháp thù thắng của chư Phật. 4. Chư Phật đồng chứng minh. 5. Chư Phật đồng hộ niệm. 6. 10 phương chư Phật đồng khuyên tinh niệm. 7. Nếu có hòa hoạn, niệm Phật liền trừ. 8. Khi lâm chung, lòng không điên đảo, kinh xưng tán tịnh độ Phật nhất thọ. 9. Niệm Phật một pháp, nhất nhiều pháp. 10. Pháp môn tịnh độ bao gồm 5 tông 8 giáo. Một câu A-di-đà Phật niệm được thuần thuộc 3 tạng, 12 bộ kinh. Những giáo lý cực tác đều ở trong đó. 1.700 công án, đường lối hướng thượng đều ở trong đó. 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, 3 tù tình giới cũng ở trong đó. 11. Khi lâm chung, Phật tự đến trước, kinh xưng tán tịnh độ Phật nhất thọ. 12. Dùng ít công đức mau sanh tịnh độ, kinh Pháp Cổ.
13. Thọ mạng lâu dài, tăng long phước thọ, kéo dài mạng sống. Phật hiệu là thuốc trường sinh của bậc đại giác. Xây nhỏ, Vị Lai. 14. Hóa sanh trong đài hoa, thơm màu vàng rồng. Kinh nói, hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình. 15. Sống lâu không chết, sống cho đến ngày thành Phật. 16. Thân có ánh sáng. 17. Đủ 32 tướng. 18. Được 6 thứ thần thông: Thiên nhãn, Thiên nhĩ, Túc mạng, Thần túc, Tha tâm, Lậu tận thông. 19. Được vô sanh pháp nhẫn. 20. Thường thấy chư Phật. 21. Cùng với Bồ Tát làm bạn. Kinh nói rằng Bồ Tát di bạn lữ. 22. Hương hoa âm nhạc 6 thời cúng dường. 23. Cơm áo tự nhiên, nhiều kiếp không hết. 24. Tự do tiến đạo thẳng đến Bồ Đề. 25. Thường tươi trẻ, không có tướng già. 26. Thường được khỏe mạnh, không có bệnh tật. 27. Không bị đọa ba ác đạo. 28. Thọ sanh tự tại. 29. Ngày đêm 6 thời, thường nghe diệu pháp. 30. Ở địa vị bất thối. Tịnh độ quần nghi luận của đại sư Hoài Cảm nói: người sanh về Tây Phương có 30 điều lợi ích. 1. Giảng sanh cõi Phật. 2. Được niềm vui pháp lớn. 3. Thân cận chư Phật. 4. Trải qua 10 phương cúng dường Phật. 5. Tận tay nghe Phật thuyết pháp. 6. Tư lương phước huệ nhanh chóng tròn đầy. 7. Mau chứng Bồ Đề. 8. Các trời người cùng tụ hội một nơi. 9. Không thối chuyển. 10. Vô lượng hạnh nguyện tăng tiến. 11. Chim anh vũ xá lợi tuyên dương pháp âm. 12. Gió thổi hàng cây tấu diễn thiên nhạc. 13. Nước xoáy châu mani diễn thuyết pháp khổ không. 14. Tiếng nhạc tấu diễn âm thanh vi diệu. 15. 48 nguyện của Phật nhiếp thọ. 16. Thân sắc vàng rồng. 17. Thân không xấu xa thấp hèn. 18. Đầy đủ 6 thứ thần thông. 19. Thường ở nơi chánh định tụ. 20. Không có các điều bất thiện. 21. Thọ mạng lâu dài. 22. Y phục và ẩm thực tự nhiên hóa hiện. 23. Chỉ thọ hưởng những điều vui. 24. Được 32 tướng tốt. 25. Thật không có người nữ. 26. Không có tiểu thừa. 27. Lìa khỏi 8 nạn. 28. Được 3 pháp nhẫn. 29. Thân thường có ánh sáng. 30. Thân được sức mạnh kiên cố như kim cang. Người đạt bất niệm tự niệm sâu, vọng niệm ít khởi, thỉnh thoảng vẫn có khởi, nhưng vừa khởi lên liền tự dứt. Đây là điều vi diệu độc đáo nhất của pháp môn. Người xưa nói, một niệm lành niệm mãi trong tâm, tâm sẽ trọn lành. Kinh nói, niệm Phật một câu phước đức vô lượng. Này ngày đêm chúng ta niệm 3.000, 5.000, 1.000, 10.000, 30.000 câu, vậy thì phước đức biết bao nhiêu mà kể cho hết. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, tâm là Phật, tâm là Phật. Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư nói, mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi. Vậy thì tâm ta đang làm Phật, quyết định tâm ta phải là Phật. Hai lớn, công đức niệm Phật. A nhỏ, công đức. Kinh Niệm Phật Ba La Mật dạy, muốn giảng sanh cực lạc, chỉ cần xưng danh hiệu Phật là đủ. Vì danh hiệu chính là biểu tượng của pháp thân, cho nên niệm danh hiệu chính là niệm pháp thân vậy. Pháp sư Tình Không nói, A Di Đà Phật là bổn danh, tức tên chung tên gốc của tất cả pháp giới chư Phật. Danh hiệu của từng vị trong tất cả pháp giới chư Phật là biệt hiệu của các ngài. A Di Đà Phật là bổn danh của các ngài, cho nên gọi là pháp giới tạng thân.
Tuyết Hư lão nhân nói: một câu Nam Mô A Di Đà Phật là pháp giới tạng thân, bao gồm cả thập phương tam thế chư Phật. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật bao trùm cả 12 loại bộ kinh điển trong tam tạng. Tức là chữ A đã bao gồm toàn bộ giáo pháp của tam tạng. 6 chữ Hồng Danh là vua của các chú. 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là chữ bí mật chẳng phiên dịch. Cả 6 chữ đều chẳng phải là tiếng Trung Hoa. Pháp này cao tột thù thắng hơn trì tụng bất cứ chú ngữ nào khác. Tổ thứ 9 Ngẫu Ích Đại Sư nói: A Di Đà Phật là một danh hiệu lớn lao, gồm có dạng công đức. Niệm danh hiệu ấy để dời công đức thì công đức nào cũng phải đến hết. Trong Quán Kinh Sớ, Tổ Thiện Đạo Đại Sư nói: niệm Phật một câu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử và được 80 ức kiếp với diệu công đức. Kinh Niệm Phật Ba La Mật nói: nếu có chúng sanh nào chỉ thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho tâm thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết. Hiện tượng thanh tịnh quá này theo Duy Thức Học giải thích như sau: khi ta niệm Phật, chủng tử vô lậu của danh hiệu Phật quân tập vào tạng thức, nó sẽ chuyển hóa những chủng tử hữu lậu, gọi là bạch tình quá. Quân tập càng nhiều chủng tử vô lậu, sức chuyển hóa bạch tình quá càng mạnh. Đến giai đoạn nào đó, bạch tình quá hoàn toàn thì không còn chủng tử hữu lậu mà chỉ có chủng tử vô lậu. Lúc đó tạng thức trở thành bạch tình thức, cũng gọi là vô cấu thức, tức là thức thứ 9. Sau đó chuyển thành đại viên cảnh trí. Do vậy hành giả cần nỗ lực tinh tấn công phu ngày càng đắc lực hơn. Hễ chủng tử vô lậu, tức danh hiệu Phật tăng trưởng một phần, thì chủng tử hữu lậu, tức phiền não tham sân si mạng nghi tà kiến, giảm một phần. Chủng tử vô lậu tăng trưởng 10 phần thì chủng tử hữu lậu giảm 10 phần, vân vân. Nhờ vào tiến trình bạch tình quá nói trên, người đạt được bất niệm tự niệm cảm thấy an lạc mát mẻ, vui vẻ hạnh phúc, không tài nào diễn tả được, nên nói uống nước nóng lạnh tự biết. Vọng niệm ngày càng ít hơn, thỉnh thoảng nếu có cũng bị uy lực của danh hiệu Phật và sức chuyển hóa chủng tử chặn đứng, hủy diệt ngay khi vừa móng khởi. Nếu hành giả tiến sâu hơn, đạt niệm Phật thành một khối thì vọng niệm thô sẽ không móng khởi được nữa. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói: tất cả chư Phật trong 10 phương ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, đều học pháp niệm Phật, mau chóng chứng đắc đạo giác ngộ giải thoát. Thế nên biết chư Phật trong ba đời đều do niệm Phật được thành Phật. B nhỏ, so sánh công đức. Theo Phẩm Phổ Môn nói: số Bồ Tát nhiều như các sông Hằng, dù cúng dường nhiều gấp 62 ức, tức 6.200.000 lần số Bồ Tát, cũng chẳng bằng một thời lễ bái cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh Thập Luận nói: 100 kiếp niệm Quán Thế Âm chẳng bằng khoảng thời gian một bữa ăn niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Tịnh Độ Quần Nghi Luận nói: một đại kiếp niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng chẳng bằng niệm một câu A Di Đà Phật. Pháp môn Tịnh Độ thu nhiếp quả của lục độ, nhiều hơn sự bố thí tiền của gấp 100.000 vạn lần. Kinh Niết Bàn nói: một tiếng niệm Phật phân làm 16 phần công đức. Nếu có một người bố thí cho chúng sanh khắp cả một thế giới, trải qua 3 tháng, nhưng chỉ đem một phần trong 16 phần công đức của một tiếng niệm Phật, thì cũng hơn công đức người bố thí kia. Thế nên biết niệm Phật hơn cả sự bố thí tiền của gấp 100.000 vạn lần. Các bạn đang xem kênh Phật Pháp và Cuộc Sống, hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và cùng chia sẻ Phật Pháp để cuộc sống tốt đẹp hơn.